Bà đâm mấy đọc rài lùm hát bộ bạp. Đời bàn chục cháy tìm mũi trâu dù thả tớ bộ bạp nâng kì bà chồng lá rưu bần sẵn. Chẳng đâm mấy kiện nếp bố tìm mũi kì trâu bị phía thả tớ bà bần sẵn rưu có chồng chồng lá. Tớ bần sẵn xây kì bần sẵn ní cứ không biết kết lùm đạp tì mà bây đàm bạn lực rút chạp vô phớt bì lực chặt tục anh ấy cứ cờ hóa mà anh ấy cứ khiều. Chẳng chạp mà đoàn bì miên lùm đạp tế miên là cả hóa môn rưu cả khiều cờ hóa đế át miên đế bà cứ tưởng bì nâng không miên lực tì mỗi không miên lực tì bì tì anh ấy cái hào ta không miên lùm đạp bà. Subscribe, click on the bell, like, comment, share. Chị điểm xuống nâng xuống đây cùng con xa xa nó xa tưởng chị tì xa lành. Ngày nay lực lưu lực dục lùm hạt rộ bạp bạc đốc cho năm bì bần đọc rộng bốn mọc bằng hành. Ta lùm hạt bạc đốc xa mai cá nốt vì lùm bá rư cò vì nghì. Đã mấy đọc sài chung ngọt này cho con côn mọc tạm đán tăng ọc này. Khân ông thong muối miên bùl đọc rộng muối đài xò xê bì lịch muối đọc lệch đọc rộng muối. Kê chạp dục bùl bầy chanh bì thong rồi chạy đoàn rốt rộ bạp này bất tử cả. A. À, kế chạp bán bù tiếng bấy xuất tè miên lễ chạy đách nâng buồn. B. Chạp bán bù tiếng bấy miên lễ xuất tè mình ai chạy đách nâng pram. C. Kế chạp bán bù tè mùi cốt miên lễ chạy đách nâng buồn. Bà đâm mấy đọc rài lùm hát bộ bảo. Đời bàn chuộc cháy tìm mũi trâu dù thả tớ bộ bạp nâng kì bà chồng lá rưu bần sẵn. Chẳng đâm mấy kiện nếp bố tìm mũi kì trâu bị phía thả tớ bà bần xóm rưu có chồng chồng lá. Tớ bần xóm xây kì bà bần xóm cứ xế này anh dục ẻ cứ xmơ nâng anh phá lơ e phá anh đó e e phá. Bọn xóm này cứ không biết kết lùm đạp thì bạn út hò. Nè lực rút miết phớt bay đàm bạn. Lực rút chạp vô phớt bì. Chạp tục anh ấy cứ cờ hóa mà anh ấy cứ khiều. Chẳng chạp mà đoàn bì miết lùm đạp thì miết là cả hóa môn rư cả khiều cờ hóa đấy. Át miết đi. Bà cứ tưởng bì nâng không biết môn không biết cờ hóa thì miết lực tì mỗi không biết lực tì bì thì à nâng anh cái hào ta không biết lùm đạp. Chạp miết lùm đạp út hò. Kì chạp phớt mà đoàn mỗi chùm luôn bì đoàn. Chạp lực tì mùi khiều, chạp lực tì bí cờ hòm. Rứ gọi chạp lực tì mùi cờ hòm, lực tì bí khiều. À nâng ấy cái hào thay chóm chóm lá. Chóng chóm lá cứ miên lùm đạp. Miên lùm đạp. Bờ sân chỉ viết chô là không lùm hạt chóm lá. Kê trâu bài anh chạy tiệt. Tơ lùm hạt nâng cứ chia bộ phết anh phạ rử tế. Rứ gọi bê anh dục é. Bà rư có ăn xoay con ẻ. Bà rư có ăn phá lơ lơ ăn. Bà anh ấy kê hát thay chồng là vuông. Vuông bà trọng đáy. Trọng đáy bà. Anh ấy hơi chồng là khóc khóc nìa bà. À bì ní cứ khóc khóc nìa. Bà chẳng à bì ní cứ dựng chế tới bế có ai bảo được không à, à anh phạm nâng bà này. À với đề xong khăn tầm bố cứ trâu chế vì phía tha tớ chồng lá rư bần sẵn. Bà, tại bởi bần sẵn chọc hỏi lùm hạt nâng cứ dưng rô vô tay một đòn. Bà, tớ kì à này mạch. Bịa bần sẵn đi nghi sửu nà. Bà, chạp một đòn. Bà, pi bầy hô hai tàu. Chẳng kể nà chạp đòn pi, chạp dù pi bồm khnia. Kìm bảo bịa prom khía của dân ai kết thao với không lùm đạp đại bạn chạp vô pi nhé vô pi máu nhé kìm mình chạp đòn môi nè chứ không phải chạp vô đòn pi cứ không lùm đạp thì hơi nó không ca đọt sài tiệt sọt kê trâu che bay chạy bạn ta à na cứ chia chùm luôn cả này ai à na cứ chia chùm luôn cả này sọ ta kê mơ chẳng mày ắt bị bạ thì à lúc còn mơ tao ngọc nè ca an một đo tầm nè. À ní kì hà thay chùm nuôn cả rần này. Cả rần này ai. Bà hình như. Bà thiên viết cứ chi chùm nuôn cả này ai. Đò bê cái ai rô.
cái pháp ấy khởi nhỉ rốt bất tất cả chẳng cướp bất tất cả để cái ở rốt nó cứ sót tài trí chung luôn cả này sọ bà cái hào tha bất tất cả anh ấy hào lùm ho sầm nà không thằng mối miền bù đập bầm mồi sọ xe bị lệ mối đập lệ bầm mồi đập bầm mồi kê chắp dục bù bầy trên bị thang để chạy đàn chắp dục bầy còn mới tại chắp dục bầy nó miền môn miền cày ạ chẳng bỏ ạt thế lùm hạt những châu non này khi lùm nạp mà prai bắn bắn sáng chẳng có ba tầm bông nó cứ chia chùm luôn cả này ách vì cứ chia lùm ho sầm nà là cứ tang tang s chia lùm ho sầm nà mà bởi ai chia lùm ho sầm nà nô kê tị bán chùm luôn cả này ách n s smile sở hợp tầng ốc cứ đập ra mùi kê chạp dốt bầy chẳng dừng bàn dây hơi thạp rô bạp dừng bạp bằng sẵn chẳng xê này đập ra mùi dốt bầy sma nâng và rút bà môn dưỡng cứ ăn phạm ăn dưỡng ạch cho những kê nâng cứ đập ra mùi phạm lơ e phạm cứ bầy và đập ra mùi đọc bầy bầy phạm smile không cả smile ní phía dốt công tân là xe kê xe phía bay môn sẵn bạn phía bay như xe mà đọc ra mùi đọc bay cứ nơi sao đọc bay chẳng đọc bay trả lời chiếc bay chẳng đọc bay ní kê bà liệt bay mình bay phát bên đây thẳng bay con nâng pí con nâng mùi con nâng đọc bay phát tổ dàng chẳng đọc ra mùi đi dân đi xe xoay smile đọc bay mà nhưng đã thẳng đọc bay phát mà hai đọc buồn đập ram đập ram mùi vịnh và hai đập bay được thế như sầm ruồn và vừa bẹp nó cứ lườn một tượng máu như sầm ruồn và to tiệt máu và à nì đập bốn sầm ruồn được pí và bán ram pel đập ram chạy được bay máu bán ram côn nắng đập ram mùi lơ mùi chẳng máu và bạn tự mới dừng vô vậy, bấm bơm pram đoán sam sấp pram, côn đừng đập pram mũi, bấm mũi pram đoán sam sấp, tra tục bấy, bấm mũi bấy đoán đập pram bấy mà phay mũi, pram bấy, chân dục bộ máu sôn pram mũi, pram mà khơi pram rồi học sấp, pram rồi học sấp, cả này mà lục lục đặt lên nhé, cả này, anh ấy cái hào thái chủng luôn cả này ai. Chúng các bạn này lùm hạt pro báp vì cứ chia chùm luôn cả này ai bọn tập mà bạn nhìn chạp đồng rộp à đã từ xe đôi kê chẳng máu rộp rộp pro báp trời bí bà nhưng đã đôi kê chẳng máu ê bà chẳng vì lệ môi đó lệ đọc là môi tờ lệ nà khác để chạy đạch đứng nâng buồn chẳng dựng đạo máu lệ chạy đạch đứng buồn miền bà miết buồn luôn ấy miền phẩm bậy côn đường pi máu bà bầy hay côn đường bầy máu đọc pi bạn hay côn đường buồn máu bạn đọc ram ram mồi nè chân buồn đại miền lệ chạy đại đường buồn cư miền buồn lệ buồn mà lệ ram bầy lệ đọc pi lệ đọc ram mồi lệ mà phải tại buồn dân miền lệ trầm tại đọc ram mồi đi thì chân dân rập tại pi buồn đọc đọc ram mồi chân miền ma cả này miền miền buồn bạn miền lệ buồn vấn tài kê chạp vô bà màn kê chạp vô bầy chẳng miền này thả bầy nâng xót tế bú lại chạy đạch nâng nâng buồn mà chẳng dân trâu chơi rớt vô chanh pi pi à nè à bú lại miền lịch buồn bầm bầy đọc pi đọc bầm mùi nâng ảnh mà chẳng bờ bầy chạp chanh pi nâng xót tế bú tầng ớt xót tế chạy đạch nâng nâng buồn chẳng kê bàn mà nhưng mà đã cả này sọp đi nhưng đã vô mó cứ ăn à mà anh à nó vẫn đang hái thao vì chiếc chùm nô cạn này sọp hạt ấy vì bố kê thì dây thạc bật tạc ca mà bật tạc ca đại ca lãng cứ buồn đằng bấy sao ta chạy đại nhận buồn chân chùm nôn thiết nó không bật tạc ca kê hào thá chùm nôn cạn này sọp bà chân dừng mạng điệp rộp tràn thế cái này nó rộp hạt bê lê chân xì dừng bàn dây hái thạc bố bạp dứt bạp bằng sọng chân xê này này buồn bà vô vô bày bà chẳng dừng miền rút bằng một mối xe này ăn dục ăn đọ mối cứ việc mà nâng ăn nâng ai mà
Nhưng chẳng buồn vô buồn đọ mối cứ bấy. Nhưng chẳng cứ sma buồn. Cả lần này. Bởi dân ọt chăng, bởi dân ọt chạm rụp môn tăng tế dân thua thầm đà bạn. Cứ dân vô ấy. Vô buồn tập phạ tô dạ máu. Lỡ bầy phạ tô dạ lỡ buồn đọ bấy phạ tô dạ. Nhân kiện nhạc rào. Buồn đọ mối. Bấy mùi dân ọt xế thì sẽ bầy phạ. Chân buồn con nâng bấy bầy phạ dân sửa rôn móc hơi. Khinh buồn cả lần này đôi khỉa. Bạn. Chân nó mà dân bán pro bạp. Mà pro bạp này bởi tựa á cứ P này á xa mà ăn á lỡ ăn S. Nhưng chúng nó lên mà cứ buồn chạy ối bạn. Pram rồi học sập ăn á ní ăn S nè. Bà pro bạp khả nào bỏ viết cực chì phía rồi. Bà dân chạy tốt cực chì phía rồi. Bà ọt mình cả này ấy chanh tiết tế. Chứ nhưng xùm rùa về mó bà cứ hà sập rồi muối chạy những buồn mó bàn muối sò muối đập muối bàn buồn buồn đó đập rồi muối số tỷ lệ số thám số chẳng cứ khơi muối lừ mùi rồi xài sập mà chia chồng lái này pro báp và sò e nhưng chỗ đó bì bí bà chẳng lần này cứ bị chặt bây giờ a e cái thà rốt pro bám này bứt cá để cái chặt bán buôn từng bấy sập tại miền lấy chạy đại từng buồn à lâu cái thà lấy để chặt bán nó cứ lấy để chạy mình đại từng phẳng chắc như trâu vô lấy từng ót đòi chạy đại từng phẳng mà chạy đại từng phẳng miền lấy mà là miền lấy phẳng miền lấy đắp miền lấy đắp phẳng chắc miền bày lấy chẳng những vô đọc rồi muối bà đọ bay lê từng chanh tấu à bay lê để chạy đại những pram chanh tấu xuất để xa lê chạy mình đại những lê pram mai bà lê chạy mình đại những pram miền bà những rộp đòi tấu mùi pi bay buôn mà phẩm môi phẩm pel phẩm bay phẩm buôn đập mũi đập pi đập bay đập buôn đập phẩm môi bà lấy từng ngọn nó cứ chạy mình đánh từng lấy phạm tề bà nhưng bạn dạy hơi tha lấy để chạy đánh lấy phạm cứ miên lấy phạm lấy đập lấy đập phạm chứ những đọt bay lấy từng màu chẳng hạn đấy là guru riệp rap à chạy mình đánh từng lấy phạm chân từng ngọn cứ miên miên đọc bầy thì chẳng kệ bàn bàn rồi sao tại lùm hạt nó kệ tang người sai chẳng gì nặng kệ bàn máu ăn bề và đòi máu cứ smile đừng xế mà đọc bầy mà dừng rộp chẳng cả bàn ấy mũi pi bay buồn pram và mũi pơn bay buồn đọc là mũi đọc pi đọc bầy dốt bầy smile bà bàn xóm cứ dân vô đọc bầy máu đọc bầy phá lỡ bầy phá đọc bầy đọ bầy phá smile nâng dương cực tân là xây ạ phía dụ phía bánh dần phía bánh cái cất tiền đọc bay đọc bay bạn đọc chẳng đọc thông chiếng bầy chẳng kịp liệt đọc bầy nâng hỏi mọ bầy pì mùi côn nâng đọc bạn phạ tô nhà chẳng lẽ nâng những đạo mốt đọc đọc mùi đọc pí đọc bầy hình lươn nè phải chẳng đọc phạ tô nhà nhưng xử lúa tóc ai nhưng chạp cam cất ở nhẹ ai bay pi đón của mùi đọc pi chạy ở của mối bán pì chạy nhìn xe mó đọc mối bà chọc được xe phía bay nhó côn nâng pi côn nâng đọc bầy chạy nhìn côn lệ mó pi đọc mối đón cứ mập hay pi côn nâng đọc bầy bay pi đón của mối bay pi đón của mối mùi pi đón pi mùi pi đón pi chẳng khơi pi rồi bạch sập rắm pra mùi bà pi rối bẹt sấp ra mối cả này chẳng kể bán pro bạc này pritika b và p này pritika b cứ smile nâng ăn b chạy ơi ăn s cứ smile nâng
ອັນອັດຄືປ້າແຕ່ 1 ໃນກະຮົດບາດຄືປ້າ 560 ບາດເລດນັ້ນເຈິງອາດສະຫມູລນັ້ນ 2 ຈັ່ງ 2 ບານ 1 1 ປີດອງ 2 ໃນສໍ 0 ຕະເລັກ 8 ບານ 4 ປີດອງ 0 ຕະເລັກ 6 ບານ 160 ចែកនឹងបាទ560 ចែកនឹង 2 2 សល់1 1 3 8 8 ទីដង 16 0 ទៅលេខ 0 បាន 0 280គឺជាចម្លើយបាទឥឡូវយើងចូលមកសំណួរចុងក្រោយបាទសំណួរអសអសស៊ីចាប់បានប៊ូលតែមួយគត់មានលេខចែកដាច់នឹង 4 បាទប៊ូលដែលមានលេខចែកដាច់នឹង 4 យើងបានសេទៀតទេបាទនេះយើងបានសេហើយមានលេខ4លេខ8លេខ12លេខ16បាទអញ្ចឹងគេត្រូវការតែមួយគត់អញ្ចឹងមានន័យថាមួយលេខហ្នឹងគឺរឹសចេញពី 4 8 12 16បាទអញ្ចឹងយើងដាក់យកទាំងម្ដងមកគឺគេបានបាទគេបាន NC គឺស្មើសេនៃ 1 2 3 4 បាទយក 1 4 យក 1ប៉ុន្តែมันមានយើងនិយាយប៉ុណ្្នឹងចាប់ទេហេតុអីនេះក្បាលខាងលើគេបាទគុនត្រូវចាំថាប្រធាននឹងចាប់យក 3អញ្ចឹងដល់ពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍វាចាប់យក 1 ចាប់យក 2អីអីមានន័យថាវាខ្វះចាប់យកយកស្អី 2អញ្ចឹងដល់សល់មួយទៀតបើចាប់យក 1នឹងសល់ 2 ទៀតបាទធ្វើម៉េចប្រគ្រប់វាមកឲ្យចេញឲ្យចេញលេខ 3ហ្នឹងតើអត់ចេញលេខ 3ក៏ហើយ បាទកន្លែងហ្នឹងភាកច្រើនគឺសិស្សច្រឡំបាទគូនតែងតែច្រឡំថាអីអូបួនយក1ប៉ុណ្ណឹងចប់អត់ចប់ទេគឺអីនៅបន្តមួយទៀតឥឡូវគ្រូសេក៏ហោមដល់កន្លែងហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នមានន័យថាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងនៅសល់ប៊ូល 2 ទៀតដែលអត់រឹសចេញពីអានេះទេដកអានេះចេញបាទទាំងអស់ 16 អញ្ចឹង 16 យើងដក ចេញ 4 មកនៅសល់ 12អញ្ចឹងមានន័យថា នៅសល់ប៊ូល 2 គ្រាប់ទៀតយកចេញពី 12បាទអានេះបានត្រឹមត្រូវស្មើនេះក៏យើងមានរូបមន្តមួយដែរគឺអី C នៃ N យក 1 គឺស្មើ N ដូចគ្នាបាទនេះដូចគ្នាស្មើគ្នាអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ 4 តែម្ដងមកបាទគុណនឹងអានេះយើងបរិយាយវាមកគឺ 12 ฝะโตยัล2ฝะ12ดอกปีตัวครูដាក់10ឲ្យមកបាទរៀងកាត់តិច4នេះលោកគ្រូដាក់លើមកអ2បាទគុណនឹង10ฝะបន្តមកទៀតអា12នេះយើងសេរីឲ្យមក10ฝะគុណនឹង11បាទគុណនឹង12ស្មើ 4ចែក2បាន2 2គុណនឹង12យើងបាន22គុណនឹង12បាទអញ្ចឹងយើងយកវាមកគុណមកបាទយើងគុណមកគឺ22គុណនឹង12 2 2ដង 4 2 2ដង 4 2 2ឃើញ264បាទ 264ករណី ຈັ່ງນໍມາຍັງຕຽງບາດປໍບາບໃນປະຕິການເຊຄືສະມານັງ NC ເລື NS ດໍໄດ້ບາດຮູບປະມວນວີ NC ຄື 264ໃຈອ້ອຍບາດອ້າຍນີ້ກະລະນີອາດຍັງຈໍານວນກະລະນີອາດຄື 560 ບາດຍັງສໍາລວນວີນຶງ 4 ເມືອໂຕຮູ້ອັດ 264ໃຈ 4 ບາດ 26 យើងយក 6 4 ដង 20 24 សល់ 2 ទៅលាក់ 4 អញ្ចឹង 6 6 1 ដង 6 4 ដង 24 0 បាទអញ្ចឹងយើង សរុប នឹង 4 បាននេះ សរុប នឹង 4 ភាគ បែក នេះ សល់ 140 បាទអញ្ចឹងគឺ ស្មើ នឹង 64 លើ 140 យើង សរុប នឹង 2 ទៀត ទៅ គឺ បាន 33 បាទនេះ ចែក នឹង 2 ទៅ បាន 70 អូខេ នេះ គឺ ជា ចម្លើយ បាទការស្រាយលំហាត់បាក់ដប់
ដែលត្រៀមខ្លួនប្រឡងថ្នាក់ទី12នាពេលឆាប់ឆាប់សូមឲ្យជួបគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយក៏ជូនពរកូនកូនដែលត្រៀមខ្លួនឡើងថ្នាក់ទី12ថ្មីឬក៏កំពុងតែរៀនថ្នាក់ទី12ឆ្នាំនេះសូមឲ្យរៀនពូកែគ្រប់គ្រប់គ្នាអរគុណច្រើនបាយបាយ Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.